chào các bác. Các bác, hôm qua Việt Nam vô địch đi bão về chưa? Sáng sớm hôm nay rất bướt nhưng mà hôm qua thức khuya nhưng mà vẫn phải ra chợ phát cho bác ạ. Đấy, có vẻ nó hơi rét cho nên chắc là hơi vắng hoặc là mình ra sớm quá. Có lẽ là nay vắng. Vắng thì cũng được đôi ba cái video quá. Quay của các bác đầu tiên đầu chợ nha, hôm nay đi phía đầu chợ vào. Đấy, vừa thám tính một vòng rồi. Thấy nó còn thưa thớt lắm. Thì bây giờ ập luôn vào cái chỗ đầu tiên này để quay nè. Đầu tiên là tất nhiên buổi sáng thì các bác ấy còn đang đi dạo các cái hàng này hàng kia rồi lấy hàng thêm chứ chưa bán vội đâu. Cho nên là tạm thời không hỏi giá vội, tí nữa biết cây nào giá thì chỉ tính. Đây. Đấy. Không biết ông nào bán cây này. À vâng. Không bán cây này, ngồi trong đấy chú. Quay thở này đi. Vậy. Cây này của bác hay của ai đây? Của bác. Của bọn tôi. Chả biết bao tiền. Khoảng độ 10 triệu. Khoảng độ thế. Ghê quá. Cây chính xác là 6 triệu đấy. Thế còn cái me này? Cây me 8 triệu. À 8 triệu. Rồi, biết rồi, bây giờ là triển khai mà thôi. Ra hàng cho 2 triệu. Ra hàng cho 2 triệu à? Nhanh nhỉ. Kinh quá, ra hàng nhiều thế. Ra hàng 1 triệu cả. Gấu quá. Thế hơn có bán không? Hơn không bán đúng không? Kém hơn tí thì bán nhá, không bán. Không, hơn không bán đâu. Hơn không bán đâu. Đấy, cây si cổ đẹp không? Si cổ đấy, si cổ. Cây me này. Si cổ. Lão me. Lão me. Ghê đấy. Chi me. Đấy. Ông lại quay cả mắt tôi vào đi lại xong lại ông lại cho cảnh sát về ông mày đang đứng đằng sau thì quay là được. Chú lại cơ mà tôi chú về xong rồi bắt đầu mình mới lên lên mạng lên nó nôm na nó gọi là sản xuất chương trình ấy. À thế ạ. Nói cho anh hay gặp ông em là quay ở đây như phiên nào. À vâng. Làm chương trình nhỉ. Cơ quan gần đây mà. À thế ạ. Vâng. Thế ví dụ như là gì Hương Giác Đồ Sinh cũng là cùng chỗ chú à? Không, bên khác. Ở trên mạng hay đây là Sinh. Mạng thì cả tỷ ông mà. Mạng thì cả tỷ ông mà. À, chú Nam về chương trình này thì là nhà mạng chương trình người ta trả lương nhỉ? Trả có ai trả lương rồi, tự mình. À tự mình làm ra lương. Tùy mỗi người, mục đích của mỗi người thôi. Nhưng mà các cụ ấy thì trang, các cụ đi kiếm tiền, à. Mình đi chơi. Trang của mày là trang gì đấy? Ui à. Cứ lên chợ Vạn Phúc là thấy. Cứ lên mạng xem tùm lum rồi đấy mà. Không lên mạng nhưng mà phải mở ví dụ là N2T bonsai. À thế ạ. Đấy. Đấy quên quay nào. Ôi giời các anh ơi. Nhiều là bonsai. Đúng rồi. Mà. Vì nó nhiều. Mày cứ rúng ấy. Ui. Không phải phải cho cái link thì là có đấy mở có cái trang của bọn các chú về để mở thì mới N2T bonsai. Ừ. Mày cứ nút tung đi. Có phải kiếm tiền đâu mà ấy mà phải quảng cáo yêu, đúng không? Đây là các chú yêu sinh vật cảnh phải không? Chứ các ông kia thì các ông cứ đúng kêu rồi. Gọi thì vào xem viết phiền rồi. Lắm. Cái gọi là Tam Mao TV cái hai không biết là hai chú cháu hay là gì mà cái thằng nó bé nó thông minh hết đấy. Có con nó lại 20 tuổi rồi đấy. Mẹ. Năm gì mà hai mấy. Mẹ già đấy. Thế à? Tôi bảo là có khi thằng này chỉ độ lớp 3 thì bao nhiêu mà 20 tuổi rồi. Già đấy như rồi. Còn nó định phòng xem mày ác biết thì. Ngồi buồn buồn để xem mấy cái đấy thì vui lắm. Mè. Này chắc độ 1,5 m. Đấy. Để đây. Phân rêu này. Đấy. Mùa này lắm dẹp. Mùa này không phun là không chống được. Đi mình à? À. Có cái móng to là ông bắn nhỉ? Xem đi, ông bị đang ra. Tôi đi ra hàng là thì bóng lem. Đục, béo. Đồ Việt có, đồ Nhật có, Nhật bãi. Nhật
bãi Việt Nhật đủ cả. Cái đồ làm bonsai, chậu bé tí, siêu bé. Đấy. Hình đấy. À thế là cây của bác à? Thế là các bố nhảy ra kịp quá. Vâng. Đấy, hưng này. Rồi, hôm nay có vẻ là vắng đây, ít cây nên ra mua đồ Nhật này. Dìu dao này, cái này mà chặt thịt trâu thịt bò thì sướng, khỏe. Cái đồ chậu siêu bé, đồ lồng lồng phân biết đây. Đây đủ. Đến là chợ ra. Chợ ra. Xanh. Xanh xì dưới riếc nhiều lắm. Bé bé con. Đi là vui. Cái tùng la hán này của chú mấy tiền chú? 3 tiền này. 2 triệu. Ừ. Anh bán đây rồi á. Vâng, quá. Đồng rưỡi. Đấy là 5 cây đấy thôi. Làm chưa? Tí ra mặt sau xem như nào. Cao độ 35 phân. 35 phân. Ui, dễ này hỏng mất rồi. Tiếc quá. Dễ hỏng mất, tiếc quá. Chẳng dấp động hồ đấy nhưng mà cái ngọn cũng hơi bé. Được. Trông nó chưa được. Mà tay tán mà chuẩn tí rất ngon. Thì được. Thì đầu tiên. Chuối. Chuối. Chuối nhưng mà như thế này thì bao tiền cây chú? Cái chuối này này. Điểm dưới à? Hay quá anh. Là hán này mà ấy tí nữa thì tốt quá. Thân thế là được rồi. Với bếp xeo kia thì làm thêm chút. Nhưng mà về mặt kia có vẻ là không ổn. Tí nữa sẽ xem kỹ cái mặt sau. Phôi kia, phi lao, một đôi phi lao phôi. Tuyết tùng này cũng hay đấy, cái này cho tiểu cảnh nhỏ nhỏ ở đấy cũng hay đấy. Tùy mỗi phong cách chơi mỗi người, tất nhiên nó rẻ thôi. Ui ợt quá, dâm bụt. Rồi nếu mà vòng ở đây thì cũng về cũng được, sẽ đi vào. Buổi sáng hỏi giá vài cây chơi thôi. Vừa cái cây dung bụt này chắc trên chậu lâu năm này, nhìn rêu này là biết rồi. Đấy, mai chú Thủy chú lại làm phiền chú đi. Mai chú Thủy chú nhỉ? Ba tiền cây như này chú. 3,5 triệu. Xinh xắn. Xinh xắn nhỏ nhắn. Chơi Tết là vui đấy. Chơi Tết là vui đấy. Nạch. Này à? Nạch. Cũng bỏ à? Kinh nhỉ? Ừ. Giáo sư đấy. Ôi đụng tim rồi. Giáo sư số học. Ôi đụng tim. Hai của hai hay bảy. Bây giờ lại thành hai giáo sư. Trời ơi. Tí nữa mách bảo cháu con nhé. Đang mình có hai giáo sư rồi. Tết nhất đến nơi rồi.
Ôi, đây, số đẹp đấy, số đấy là hợp lý đấy. Hai hai bảy à, tôi nhớ. Và càng luôn hay sao mà cả 227. Quay đi, cứ quay đi. Đấy. Quay được chưa? Đấy, cứ ngồi uống rượu là tối về lại có tiền đấy. Đấy. Vui lắm, không có vui. Ôi, xe khoảng xa thế, đằng kia. Chúc chiếc. Bồ đề. Hai cây mai nhỏ đẹp. Ông ấy ông trước bảo là 15 đồng, hôm nay vẫn thấy mang ra đây. Hôm trước vào chắc bảo đùa. Đây đúng rồi. Chạy hết, bao giá thế thì chạy hết. Dép hết. Điền đấy, cũng nói chung là phải màu mè lên nữa thưa. Cũng có tương lai. Có tí tương lai. Tương lai. Đấy, mini thì được. Của chú liệu này thì để à, bên chú. Nhà cái dây nhà đi. Chú tị. Anh cổ vũ đi đâu buổi sáng đi. Đấy. Đây đây củ cây hôm qua cũng đã xong rồi. Đi củ cây đi. Đúng rồi. Đang phấn khởi mua nhanh bán nhanh nào. Mua nhanh bán nhanh. Lô không bán. Đấy. Lô không bán. Lô không bán. Nó gọi là lấy lô làm lãi đấy. Lấy lô làm lãi rồi để sang bên Bố Nhạc xem. Thank you.